Xin chào các bạn. Chúng ta đã đặt chân đến thành phố Hồ Chí Minh, nơi này các vong linh gia tiên trên toàn thành phố đang chờ đón đoàn chúng ta từ rất lâu rồi, đã từ mấy tháng nay, từ đầu năm đến bây giờ. Và bây giờ thì chúng ta đã có mặt ở cuối đường cao tốc Long Thành Dầu Dây. Bên trong kia là thành phố Hồ Chí Minh. Thưa các bạn, tôi chọn địa điểm này, trục đường cao tốc này là nơi quy tụ các vong linh, vì tôi không muốn vào đến chân tượng đài của Trần Hưng Đạo làm ở đó, vì khi chúng ta quy tụ vong linh thì nó sẽ rất ảnh hưởng đến những người dân ở xung quanh đó. Và thưa các bạn, thì trên đường chúng ta đi từ Bình Thuận vào đến thành phố Hồ Chí Minh thì tôi có nói là sẽ lựa chọn địa điểm, tức là trục đường này là nơi quy tụ vong linh, nó là cái nơi hợp lý nhất để quy tụ vong linh. Thì trời đã đổ mưa một lúc, sau đó thì tạnh. Bây giờ hiện tại thì trời đang tạnh. Thưa các bạn, khi các vong linh biết chúng ta quy tụ các vong linh tại con đường này, trục đường này, cho nên cái âm khí nó tập trung về đây rất là lớn, nó tạo ra cái hiện tượng mưa bất chợt một chút thôi. Sau đó chúng ta về đến đây thì trời đã tạnh hẳn, trời quang mây tạnh. Trước khi vào việc thì tôi xin nói về cái tầm quan trọng của cái công việc chúng ta đang làm. Cái này thì tôi đã nói đi nói lại rất nhiều lần rồi, bây giờ thì tôi cần phải nhắc lại cho các bạn nhớ, nhắc lại cho các bạn biết cái việc của chúng ta đang làm nó quan trọng như thế nào. Thưa các bạn, khi chúng ta nói đến việc của quốc gia thì chúng ta hãy nhớ và hãy bắt đầu từ mỗi gia đình. Nếu như mỗi một gia đình, các gia đình nào mà tâm linh tác động thì gia đình đó sẽ gặp những vấn đề, gặp những trắc trở, gặp những cái biến động trong cuộc sống khiến cho cuộc sống nó không phát triển lên được, con người không phát triển, các thành viên trong gia đình không phát triển. Vậy thì chúng ta nhìn rộng nó ra là một quốc gia, thì đối với một quốc gia khi âm phần nó bị ảnh hưởng, âm phần nó bị nặng thì nó sẽ kéo theo các cái nhân tố ở trong xã hội của đất nước. Ví dụ các nhân tố là con người, các nhân tố đó là những cái vị trí chủ chốt, những cái vị trí có tầm ảnh hưởng, nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự phát triển của đất nước. Và việc của chúng ta làm đó là tháo gỡ, làm sạch âm phần cho đất nước. Nó sẽ tạo ra cái sự thông thoáng, tạo ra những cái bước đột phá về cái trí tuệ cũng như là cái nhân lực trong mỗi một gia đình hay là cả một đất nước. Nôm na đơn giản nó là như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ làm những việc mà các vong linh của thành phố Hồ Chí Minh đang rất trông chờ, đó là quy tụ các vong linh tại đây và đưa rước các vong linh lên thiên để chuyển kiếp đầu thai. Lệnh cho tứ đại hộ pháp cùng 50.000 thiên binh đưa rước toàn bộ các vong linh trên toàn thành phố Hồ Chí Minh lên thiên để chuyển kiếp đầu thai. Tôi xin nhắc lại, đây là các vong linh của mảng gia tiên, đó là những vong linh chết trận thời phong kiến. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra lệnh. Thưa các bạn, khi bắt đầu lại cái mảng gia tiên này, cái tư tưởng của tôi, cái tinh thần của tôi nó có đôi chút chút, nó bồi hồi, nó có nhiều cảm xúc, cho nên cái lời nói nó không được thanh thoát, không được lưu loát, vì cái cảm xúc của tôi nó đang khá là bồi hồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra lệnh. Lệnh đưa rước các vong linh chết trận thời phong kiến tại toàn thành phố Hồ Chí Minh lên thiên đợi chuyển kiếp đầu thai.
Chúng quay vào đây kiểm tra lệnh. Thưa các bạn, trời đang sấm chớp, chuẩn bị mưa rất to. Chưa được. Tôi xin đọc lại lệnh. Lệnh nó phải rõ ràng. Lệnh cho tứ đại hộ pháp cùng 50.000 thiên binh đưa rước toàn bộ các vong linh chết trận thời phong kiến trên toàn thành phố Hồ Chí Minh lên thiên đợi chuyển kiếp đầu thai. Chúng ta cùng nhau kiểm tra lại lệnh. Ôi trời, âm khí rất là nặng, âm phần rất là nặng. Thực sự cái âm khí của thành phố Hồ Chí Minh rất là nặng nề. Lệnh cho tứ đại hộ pháp, thập nhị tướng quân, tứ đại thiên vương cùng 50.000 thiên binh đưa rước toàn bộ các vong linh trên toàn thành phố Hồ Chí Minh lên thiên đợi chuyển kiếp đầu thai. Tôi xin nhắc lại, đó là các vong linh gia tiên chết trận thời phong kiến. Ai muốn ở lại với con cháu thì ở lại, ai muốn lên thì theo tứ đại hộ pháp, thập nhị tướng quân, tứ đại thiên vương lên thiên đợi chuyển kiếp. Chúng ta cùng nhau kiểm tra lại. Ui trời, nặng nề quá. Ui trời ơi, rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Ui trời ơi, phải nói mảnh đất thành phố Hồ Chí Minh này là một mảnh đất rất nặng âm khí. Rất nặng âm khí. Và bây giờ cho tôi xin được nói lời chúc mừng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chúc mừng đất nước Việt Nam lại thêm một mảnh đất được làm sạch về âm phần. Và xin vui mừng thông báo với các bạn rằng vì cái lực lượng vong linh ở toàn thành phố Hồ Chí Minh là rất nhiều, rất lớn, cho nên ngày mai, tôi dự tính là trưa ngày mai, đoàn chúng ta sẽ bay về Hà Nội để làm thiết tiệc trên thiên cho các vong linh trên toàn thành phố Hồ Chí Minh lên để xuống chuyển kiếp đầu thai. Sau đó chúng ta sẽ lại quay vào tối mai là thứ sáu, ra đến ngoài đó là chủ nhật chúng ta sẽ làm thiết tiệc, thì đến thứ bảy chúng ta thiết tiệc, thì chủ nhật chúng ta sẽ quay vào đây để bắt đầu và tiếp tục đi tiếp các tỉnh tiếp theo trên cái phần phía nam ở thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.